Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bạn, ở nhiều nước, lá chanh được sử dụng để nấu ăn và ép lấy nước như một chất tạo hương vị trong một số công thức nước ép tươi. Chanh được trồng và sử dụng trên toàn thế giới. Loại quả này thuộc nhóm trái cây có múi, chủ yếu được sử dụng trong ẩm thực. Trong hệ thống y học cổ truyền Ấn Độ, chanh cũng được dùng làm thuốc. Nói đến quả chanh, không thể không kể đến công dụng của lá chanh. Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội cho biết, lá chanh có dược tính an thần và chứa thành phần chống co thắt, được sử dụng để điều trị các chứng rối loạn thần kinh như mất ngủ, căng thẳng và tim đập nhanh. Để điều trị các bệnh rối loạn này, bạn ngâm 5 đến 7 lá chanh trong một cốc nước nóng và để yên trong vòng 15 phút. Kiên trì uống loại trà lá chanh này đều đặn 2 lần mỗi ngày, trong ít nhất 1 tháng, bạn sẽ thấy kết quả vì những rối loạn này không thể điều trị ngay tức thời. Lá chanh sẽ là một lựa chọn thay thế tốt hơn thuốc Valium cũng như các loại thuốc an thần tổng hợp khác. Vì khi uống chúng, dù ít hay nhiều cũng sẽ có tác dụng phụ. Để đạt được kết quả tối đa từ lá chanh, bạn chuẩn bị đủ lượng lá chanh dùng hàng ngày trong ít nhất 1 tháng. Quả là một sai lầm khi nghĩ rằng căn bệnh mất ngủ hay căng thẳng của bạn có thể trị dứt điểm chỉ trong một đêm đấy nhé. Với cơn đau nửa đầu và bệnh hen suyễn, bạn ngâm khoảng 2 nắm tay lá chanh đầy. Mỗi một nắm tay lá chanh gồm lá chanh phơi khô và lá chanh tươi trong một chai nước nóng, cỡ chai bia, để yên trong vòng 10 phút, uống đều đặn 2 cốc mỗi tối trong liên tục 2 tuần. Công thức này cũng có thể dùng cho bệnh nhân bị hen suyễn. Lá chanh cũng được sử dụng để trị đau bụng. Công thức trị bệnh cũng giống như cách trị bệnh đau nửa đầu và hen suyễn đã đề cập ở trên. Liều lượng là 3 cốc đều đặn mỗi đêm trong vòng 1 tuần. Ngay sau đây là 15 tác dụng và cách chữa bệnh từ loại lá thần dược mà ít người biết này. Thưa các bạn, để tránh việc quá lệ thuộc và lạm dụng thuốc kháng sinh, với những căn bệnh nhẹ, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên để chữa bệnh. Một trong số đó chính là lá chanh, loại lá rẻ tiền nhưng lại có công dụng rất thần kỳ. Uống một cốc nước lá chanh vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Cơ thể được bổ sung chất lỏng, cải thiện tiêu hóa, giảm tắc nghẽn và thư giãn, giảm táo bón, đẹp da, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tuần hoàn máu. Uống nước ấm từ lá chanh giúp thải bớt độc tố bao gồm cả cặn mỡ lắng bên trong hệ tuần hoàn. Điều này giúp cải thiện sự tuần hoàn của máu. Cơ cũng được thư giãn và được tưới máu tốt hơn, cũng giống như việc ngâm tắm bằng nước ấm. Động tĩnh mạch sẽ giãn ra, cung cấp nhiều không gian hơn cho dòng chảy của máu, làm giảm các cơn đau. Nước lá chanh pha nóng giúp cơ thư giãn và làm giảm cơn đau. Nước lá chanh ấm cũng giúp làm dịu cơn đau đầu và các cơn đau khác của cơ thể, làm giảm nghẹt mũi, hơi ấm của nước lá chanh nóng tạo ra từ hơi nước. Hít thật sâu hơi nước này trong khi cầm một cốc nước lá chanh ấm có thể giúp nới lỏng các xoang bị tắc và giảm đau đầu. Ngoài ra, uống nước chanh ấm còn làm ấm cổ, giúp cổ họng dịu đi do bị tích tụ chất nhầy. Hỗ trợ tiêu hóa. Uống nước lá chanh ấm làm dịu và kích hoạt đường tiêu hóa. Khi nước di chuyển qua dạ dày và đường ruột, các cơ quan tiêu hóa được bổ sung nước và có thể loại bỏ chất thải. Nước lá chanh nóng khiến ruột co lại, tạo điều kiện để thoát chất thải từ ruột ra ngoài, giảm táo bón. Làm dịu hệ thần kinh trung ương. Uống nước lá chanh ấm có thể làm dịu hệ thống thần kinh trung ương và bôi trơn cơ thể, nhất là với người bị viêm khớp, giảm táo bón. Táo bón xảy ra khi hệ tiêu hóa gặp vấn đề, nhu cầu đường ruột hoạt động kém hiệu quả. Đây là tình trạng nhiều người thường gặp phải. Việc uống nước lá chanh ấm thường xuyên sẽ thúc đẩy hoạt động của đường ruột, hạn chế tình trạng táo bón. Khi nước lá chanh đi vào cơ thể, ruột sẽ co bóp và loại bỏ chất thải cũ ra bên ngoài. Lá chanh chữa cảm lạnh. Nước lá chanh ấm giúp cải thiện hệ thống miễn dịch,
tăng thêm năng lượng, giúp đẩy lùi cơn cảm lạnh cúm thông thường mà không cần phải dựa vào thuốc. Vấn đề tiêu hóa. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể gây ra vấn đề tiêu hóa, nhưng chúng chủ yếu liên quan đến dịch dạ dày, không đủ để xử lý quá trình tiêu hóa. Lá chanh có chứa axit citric, kích thích sự tiết dịch của dạ dày. Vì vậy, hầu hết các loại vấn đề tiêu hóa có thể được điều trị bằng một ly lá chanh ấm. Đau khớp. Đau khớp là một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi, mặc dù một số người trẻ tuổi cũng phải trải qua điều đó. Một ly nước lá chanh ấm giúp làm loãng axit uric, gây ra sự tích tụ dẫn đến đau khớp. Sỏi thận. Sỏi thận là một tình trạng đau đớn, có thể mang lại nhiều khó chịu. Những can thiệp y tế có thể giải quyết vấn đề, nhưng uống một ly nước lá chanh giải quyết được phần nào tình trạng sỏi thận. Lá chanh có chứa citrat, một hóa chất ngăn ngừa sỏi canxi hình thành citrat, cũng có thể giúp phá vỡ những viên sỏi nhỏ. Uống một ly nước lá chanh mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa và loại bỏ sỏi thận. Túi mật. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể gây đau túi mật, bao gồm sỏi mật viêm và một số yếu tố khác. Lá chanh được chứng minh là có tác dụng kích thích sản xuất mật, làm loãng mật dày và giúp làm tan sỏi mật. Giảm cân. Trong lá chanh chứa nhiều axit citric, một số loại axit hữu cơ có chức năng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thúc đẩy sự tiêu hóa và giải phóng chất béo hiệu quả. Đặc biệt, thành phần polymorphine có trong lá chanh sẽ ức chế cảm giác thèm ăn, giúp giảm cân hiệu quả. Ngộ độc thực phẩm. Những đặc tính trong lá chanh có thể giúp xoa dịu bớt nỗi đau chống nhiễm trùng. Axit trong lá chanh cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Huyết áp cao. Nước lá chanh làm sạch, nấu và làm mềm các mạch máu, lần lượt giúp hạ huyết áp. Trào ngược axit. Trào ngược axit là một tình trạng của hệ tiêu hóa. Mặc dù nước lá chanh có tính axit, nhưng một lượng nhỏ nước cốt chanh pha với nước có tác dụng trung hòa axit trong dạ dày, có thể cần phải trị căn nguyên của trào ngược axit trong thời gian dài, nhưng uống một ly nước lá chanh có thể giúp giảm đau tức thì. Mụn trứng cá. Uống nước lá chanh ấm có tác dụng thanh lọc cơ thể, giảm thiểu mụn trứng cá hiệu quả. Đau cơ sơ hóa. Đây là một rối loạn biểu hiện dưới dạng đau cơ, xương khớp lan rộng, sau đó là mệt mỏi, mất ngủ và thay đổi tâm trạng. Uống một ly nước lá chanh có thể cải thiện các triệu chứng đau. Nếu kết hợp với vật lý trị liệu thì cơn đau sẽ chấm dứt nhanh. Mất cân bằng hệ thống miễn dịch. Khi hệ thống miễn dịch ở trạng thái mất cân bằng sẽ dễ khiến cơ thể mắc bệnh và nhiễm trùng. Một ly nước lá chanh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ cung cấp nguồn vitamin C dồi dào. Nó cũng giúp kích thích gan giải phóng độc tố và giữ cho cơ thể ở trạng thái cân bằng hơn. Nước lá chanh chống viêm. Thông thường viêm là cách cơ thể phản ứng với các vấn đề. Viêm thường liên quan đến các vấn đề như đau hoặc thậm chí các vấn đề nghiêm trọng như ung thư. Cách đơn giản để tránh bị viêm là uống nước lá chanh, vì chanh có đặc tính chống viêm mạnh. Chữa ho do lạnh. Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước, còn 100ml. Khi uống cho thêm ít đường, ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày. Cảm, sốt, không ra mồ hôi. Lá chanh khô 30g, tươi thì chúng ta dùng 10g. Sắc lấy nước uống trong ngày, hoặc lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày, dùng trong 2-3 ngày. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm xương đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá gai tầm xoan 8g, tinh tre 10g, phơi khô tán bột, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt, rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần,
Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm xương đau nhanh chóng. Bát gan. Lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước còn 1 bát. Chia uống 2 lần trên ngày, nên uống sau bữa ăn sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. Nước sông giúp giải cảm nhức đầu. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, sả 2 củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước sông cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp nhanh ra mồ hôi, giảm nhức đầu và giải cảm rất hiệu quả. Bản tin sức khỏe xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Sức khỏe tự nhiên luôn nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.